Con mèo nữa với cái bò là có 5 thứ à. Hiện tại Phú với lại anh Tâm 77 á đang đi trên đường thì gặp một nhân vật rất là lạ luôn. Đây là anh thấy là giờ mình thấy là khoác cái áo cà sa, đội cái mão có râu chế luôn. Em chào, em chào anh. Chào. Sao nay anh mạnh à? Tại vì tiếng Tâm đó thời đàn đài không còn giá trị, không ai là không ai dần dần hóa nữa rồi, không ai quan tâm nữa rồi. Bây giờ anh mạnh xuống tóc nào vậy? Xuống tóc này 3 bữa rồi. 3 ngày hả? Bây giờ anh mạnh đi đâu rồi? Em thấy có nồi cơm điện có tiền hả? Tiền hả? Tiền giấy chai. Ô, cái đi xác định là không có tiền nha. Cái này là anh làm mày rồi. Cái này tiền giấy chai. Tiền làm đi lượm giấy chai hả? Ồ, hôm nay đội cái nón ngọt hả? Ôi trời. Anh lậu xe đi, anh lại ngồi xuống đi. Ngồi đây hả? Cho chuyện xíu đi. Sao ạ? Một ông sư đi lượm giấy chai nha anh chị. Xí bằng. Bữa nay là làm sư luôn hả? Đâu anh gỡ cái nón anh đây. Hả? Gỡ cái nón anh đây. Wow, rồi để giữ anh ngồi luôn đi. Để cho nó đẹp. Rồi lúc này còn lụm đi ra không? Còn lụm luôn chứ, một mớ gửi cho chị, một mớ em về nhà, còn mớ bán tại chỗ luôn. Bởi cái màn mà hấp dẫn thích mạnh khùng, cái tình thấp hèn, cái tình xấu nhất không ai có. Bạn nào không dám xem thường nữa. Sao mà anh lấy cái không phiêu danh này ngồi? Cái tên này chấp nhận chịu chơi mà. Chấp nhận chịu chơi hả? Vậy lúc trước thì em gặp anh Mạnh á, thì anh Mạnh bằng gái thần tài. Bữa nay là anh Mạnh thần tài hết rồi, hết thần tài rồi. Mà dạ. Sao mà thí dụ giờ mình đi tu thì mình đâu có râu đi vậy? Thì để giàu cho mấy bé à làm thần tài chứ. Ông cho biết ông thần tài khùng hả? Rồi thần tài giờ này chuyển qua ông sư rồi. Pháp danh là sức mạnh khùng. Ăn chay luôn bây giờ là không còn ăn mặn nữa, tù luôn á. Anh hai nay ăn chay luôn rồi. Ăn chay giờ này tháng mấy rồi? Rồi cái duyên cớ nào mà anh Mạnh phải nghe có hiện tượng lạ đâu à, cái ông Thích Minh Tệ đâu đâu mà mày bắt tỉnh Gia Lai vô á, ông nổi tiếng quá trời, dân chúng đều đặt như là mấy ngàn người đặt lộ luôn, công an dẹp đường không nổi luôn. Rồi thấy ông tù cũng dữ lắm. Thì hâm mộ. Mấy đây nhiều mà làm đệ tử ổng, mình đâu chưa có duyên gặp mặt ổng, rồi mình đi tu trước. Theo ổng đi tu luôn. Thì anh có hiểu gì về Phật pháp không? Biết, có gốc gác từ Phật Thích Ca. Đâu anh nói ít về Phật pháp đi. Phật Thích Ca là hoàng tử Thích Đạt Đa đó, ổng bỏ vợ bỏ con bỏ ngôi vua là ổng đi tu trong cây Bồ Đề. Giờ sao nữa anh? Giờ có năm anh em Kiều Trần Dư là làm đệ tử ổng. Trong có có ông gì nghe nói có ông gì là mà đậu thai qua đất nước Việt Nam nè. Là ông Thích Minh Khùng. Nè không phải ông Anh An. Anh An là qua đậu thai qua Việt Nam rồi, bên nước Ấn Độ. Anh An. Là Thích Minh Tệ đó, gọi là An An á. Tưởng đâu Thích Minh Khùng là đệ tử của Ấn Độ. Tên ổng là biết hết luôn. Nói vậy là anh Mạnh lúc này bây giờ là đi lượm dây chai mà vừa đi khất thực á. Vừa có nhận tiền không? Mình không lấy người ta, em không phải lấy à, không lấy tiền, không có nó cắt tiền điện nước ai chịu nổi. tại kẹt cái nhà có xài thêm bạc đó. Là mình giờ đi quá duyên, nhưng mà bên sư bên kia của người ta là ta chỉ nhận nước với lại đồ ăn. Còn sư này á, bây giờ đó là đi khất thực, vừa đi lượm dây chai vừa khất thực. Mà ai
không quả tiền lấy luôn, lấy gì đóng tiền điện này nước chứ có ăn uống đâu, lấy gì đóng tiền điện nước. Ừ. Thì lúc này đi vậy đó. Ừ. Vậy người ta quá duyên nhiều không? Ở ngoài đường ít ai cho lắm, mà vô trong chợ rồi nó mới cho. À. Chợ trên xe vậy sao rồi có đâu thấy nào cơm điện đâu cho, nằm trong cái vỏ đâu thấy chợ phức rồi đó. Ờ quên nữa, nãy giờ anh uống là cơm điện đi. Đây. Rồi tối anh Mạnh có ngồi thiền được không? Anh nằm giống hả? Ngồi giống. Bây giờ người ta vô á, muốn vô tu khổ hạnh người ta phải ngồi thiền. Bỏ nhậu nha. Là cái giới cấm là nhậu là bỏ nha, không nhậu đó. Vậy anh Mạnh còn nhậu không? Bớt rồi. Chút chút. Lúc này còn ra quán không? Đêm nào như đêm nấy chứ. Đêm nào cũng như đêm nấy. Bỏ chị là đấu định. Sao bỏ chị buồn đó. Bỏ chị buồn không? Bỏ chị buồn hả? Ừ, ngày nào cũng vẫn chỉ là ăn cho chị mà. Rồi tối đi ra ngoài quán là ôm rồi cũng điện vậy luôn hả? À. Vậy tao quá duyên, tao quá duyên bia hả? Hả? Tao quá duyên bia cho... Để mang ly vô tới chỗ luôn. Mang ly. Là tao để vô cái nồi cơm điện đó hả? Hả? Để vô nồi cơm điện. Rồi không bỏ nồi. Rồi có dự định là đi ra ngoài à. Thôi cái đó xa lắm, bỏ nhà đi rồi thôi đừng ổng cấm không cho theo làm đệ tử ổng mà đi đông quá không có tốt. Ở đâu ở gần đó đi không có giờ đâu trơn á. Ồ. Dạ, nói chung giờ mình hâm mộ là mình hâm mộ. Ừ. Còn cái an ninh trật tự là mình phải tuân thủ theo ha. Ừ. À, làm gì là dân chúng nó loạn lên hết rồi. Nó theo ổng quá nhiều rồi nó quậy phá ổng. Lên giống như biểu tình nè. Mà giờ á sư mà có cái hàm râu quá lạ. Sư thích cái này là sư thích mạnh khùng. Sư thích mình khùng nghe anh chị, này là đức danh là sư thích mình khùng. Thì mà hai anh em thì cũng đi bắt tình cờ gặp được thấy lạ quá thì hai anh em cũng ngừng lại để hỏi để chia sẻ lên cho cô chú anh chị mình biết. Mấy cái đồ chế cái tay cũng gần mấy bữa rồi. Cái này là cái châu kiển châu bông. Cái này là em thấy giống giống tam tạng. Cái này là giống dữ. Này là giống tam tạng. Tam tạng còn cái đeo qua có cái mũ tam tạng nè anh chị. Cái miếng gì mà miếng là treo hình bông mai. Còn này là ống chỉ, còn này là cái chân bắp sen. À. Có thể dục nó chế hết luôn. Cái chậu rồi cái mà lắm lên đó là cái gì anh mình? Cái này cái lầm bông lan. À. Cái lầm bông lan đây bỏ than giống á, bỏ cậu bỏ cái bột trong vô cho cái lan nó có dễ á. Rồi lụm đâu đó. Lụm về cắt mới dưới đây nè. Lụm về bắt đầu sơn lại. Xịt lên. Cái này là mới phải không? Cái này mới làm không? Ừ. Mới làm với cái nồi cơm điện rồi, cơm điện này là ai có duyên cho anh ở nhà anh? Đã cho anh này gần cái tháng rồi. Nồi cơm điện cho gần tháng rồi đấy. Ừ. Sao mà phụ anh sinh ra anh có ý định là anh đi tu hay sao mà? Này, đóng ăn mặc nó sao ăn mặc sao có nồi cơm điện nào không có nó. Chưa kiếm về già cái người ta về vậy đâm vô nhà người ta lấy người ta cho rồi rồi đi ra đường người ta hỏi có nhiều người hỏi không? Có không ai dòm ngó luôn á. Không ai dòm ngó luôn à? Tại không có tiếng tâm lấy đâu mà dòm ngó. Không tiếng tâm mà không ai dòm ngó là thằng đại dòm mất tiếng tâm rồi, không đợi mão, không đợi được, không mang giày luôn, dẹp hết luôn à, dâu cũng dẹp luôn. Giờ là mai mốt dẹp xe luôn đi bộ như đi bộ sao vẫn diễn nhà trai được chứ. Như chai đó giờ đâu bỏ được. Bây giờ mai mốt tập lại không có xài tiền luôn, không ly lấy dây chai nữa, đi khổ hạnh như sư thầy thích bên tại. Sáu năm nhà năm trời khổ hạnh. Ờ. Từ Bắc vô tây Nam. Đúng rồi. Giờ mình đi từ đây đi ra đi bộ bộ hành ra ngoài Gia Lai. Tôi đảm là Lê Anh Tú, sao không biết. Biết 43 tuổi. Ờ biết luôn. Đây sư bằng em mà 38 tuổi. 38 tuổi. 1987 mà. Đó là. Đây hai ông bà sư là 4 anh em. À. Ông là thứ hai. À. Ba đứa em trai. À. Chồng nguyên vụ sầu riêng. À. Biết luôn. Biết luôn, biết giáo luôn. Rồi bây giờ lúc này đi lượm dây chai đủ sống không? Nó rẻ quá. Được mày số lượng gia là mày có nhiều rồi đó. Được con nuôi mẹ không? Giao mẹ tiền mẹ hết luôn. Rồi về điện cái thực ra cho tiền về gì cho mẹ giáo. Ừ. Đoạn cái nghiệp mắc nợ kiếp trước á, do dai á mà muốn tiền mẹ không chịu trả đó, kiếp này phải trả.
Nhưng mà giờ mình phải thủ cái thân của mình chứ, giờ đưa đưa ráo rồi giờ sao anh em dám cho tiền nhiều. Dạ. Mấy tiền này, để đau đi, ai cho đó. Để ta lo cho mẹ của thân mình. Cô chú chị thấy sư lụm như trai, cô chú chị cũng thương lắm mà giờ nghe sư nói giờ sư mắc nợ mẹ, hãy mẹ mắc nợ là có nhiều tiền hai ba bữa cái gom tiền 4-5 ngày đưa 300-400 vậy là đưa cho mẹ về lụm giáo à. Để mang cho trả nợ cho anh ta, mắc nợ mẹ mắc nợ nhiều quá rồi. Nhiều nợ hả mẹ, mẹ mắc nợ chứ đây đâu mắc nợ đâu. À, vẫn mắc nợ là mới đưa tiền cho mẹ đó. Ừ. Đó là cái nghiệp á. Ừ. Cái nghiệp mày lớn lắm nè. Dạ. Mà đây dễ cái tánh đó thì nó có của anh hai này á thì nhiều khi nó hơi lạ người ta nhưng mà điều cái cũng có tấm lòng biết đâu con. Mà đi lấy về trai về ăn ngày được nhiêu tiền? Tôi ăn hẳn. Tại cho không ạ. Tiền ăn. À tiện lắm. Tiện lắm. Không có ăn. Đâu vậy? Ừ. Đâu thôi giờ ông nay ông sư là ông sư thích bệnh khùng. Ừ. Dẫn cho vô nhà tham quan lại nhà coi. Mão là giống tâm tạng không? Cái mão này là mão tâm tạng. Mão ông chủ trì. Dạ, rồi ôm cái bình bát lên, ôm bát lên ra. Ôm bát vô cho tôi còn đây. Ôm cho chụp cái mặt ra đây. Ôm vô tay vô đây, cũng như thức thiện vậy đó. Ôm vô, không có để, để vô trong, sát bên. Không, để ngoài, dở tấm nó ra. Luôn, đó, vậy đó, mở ra. Rồi, đi vô nhà. Mời cô chú anh chị vào nhà ông sư thích mình không? Thì coi tham quan cái nhà của ông sư thích mình khùng này, hai anh em cũng tình cờ đi ngang qua ra thì thấy lạ thì ngang lại thấy không bằng dép luôn phải không? À. Hôm nay chơi bộ đồ quá đã luôn. Trước này thì gọi treo gì kìa. Đây trước này treo cái tấm liễn cái tấm gì nè. Đây là ở của ông sư thích mình cùng nha anh chị. Thì trên trước thì cũng có ngôi mồ. Đây. Ồ, cháu này anh bận giờ anh tay anh bận này không ảnh không? Đây là sư đi lấy chai chai nè anh chị. Thì hàng ngày sư đi lấy chai chai hả sư? Thì nó nói chung là hàng ngày sáng người ta 7 giờ rưỡi mới đi. À 7 giờ rưỡi đi tới 12 giờ rưỡi mới về tới đây. Mà 4 giờ chiều mới đi nữa. Đi tới 11 giờ phía mới về tới đây. Mà đi vậy một ngày được bao nhiêu sao? Ngày đi mà 6 xe lận á. 6 xe lận. Ừ. Nếu mà bán vậy bán thì về trời được nhiều tiền. Đó có chào con. Có lần có 30-40 ngàn à. À nó rẻ dữ lắm. Bây giờ vẫn ở trong đó có điện không anh hai? Có luôn. Đây đi vào nhà của ông sư tham quan nha anh chị. Đây cái nhà ông sư, cái nhà bên đây là của người ta nha anh chị. Nhà ông sư bên đây. Đúng rồi. Hồi đó chưa có đó giờ. Lâu mà thấy quá trời anh hai. Đây hạ tối nha anh chị. Thì ông sư nãy ông cũng nói là đi lấy về chai ai quá duyên cho sư tiền. Đại sư có cờ, có mão đồ để nhiều lắm nha anh chị đây. Cái này làm nó mình dài quá rồi. Đó. Đây nón đồ quá trời. Cờ này là cờ của mình. Nón ông thần tài. Ta làm bên gì chùa bên đạo vậy mà sao anh làm gì? Cái lá cờ là tượng trưng cho ông thần tài, lá cờ không hình dáng. Còn lá cờ đạo Phật thì có nhiều màu. À. Lá cờ là tượng trưng cho ông thần tài, nó có một cộng đồng. Này là thấy mới làm thêm cái nón này nữa không? Mới làm cái nón này nữa không? Làm đâu rồi? Làm nào? Bán hết mà bán giờ gần kìa, mới mở rồi đó, bán hết cũng mà 6 cái rồi đó. Cái này nè, mấy anh nói mua làm gì? Mua chân triển lãm. Mua triển lãm hả? Đây nón ông thần tài đây anh chị. Đó. Chắc mà sao nó cái
còn quá trong chị hết hai cái nón chổng, còn quá nhiều mảnh thêm một cái nữa. À, còn để trong chị hả? Ừ. Cái mảnh nó bự nhất là nó màu đỏ. Nên lâu gì dòm thấy ghê quá trời con. Lần đầu tiên con mới vô đây đúng không? Ừ, mới vô đây đó, mới mấy chú mới vô đây đó, chân mới vô. Áo này gì áo lễ áo gì mà? Ờ, áo rồi. Áo này thì anh lấy về mặc luôn hả? Ừ, là bỏ lâu rồi đâu mà nữa. Ừ, rồi. Cái gì đó? Cái áo này áo, áo ấy á. Áo của mất á hả? Ừ, lâu. Đâu phải đâu. Thôi, mày lấy tùm lum hết á, mày nó đâu có sợ gì đâu. Thôi con sư bị vậy lâu chưa? Hả? Sư bị vậy lâu chưa? Trời, lâu lắm rồi, bị bệnh hồi đó. Thì trên kia thì ổng nói nó bị bệnh, biểu mẹ nó hả? Nói thôi nó bị bệnh vậy, làm giấy cho nó được tháng được mấy trăm ngàn, má mẹ nó không lo làm, không gì ra, nó bụng đó. Nó bụng, chứ không phải nó ấy đâu, bệnh đó. Bệnh có hiếu hay không ạ? Bệnh mà có hiếu mắc nợ mẹ nó, bệnh có hiếu, đã nói đây tôi nói hoài thôi. Ôi con ơi, con hồi đó con bán số có tiền nhiều, bây giờ con mũ có 20 ngàn để con bệnh đau quá. Chứ giờ con nếu con bệnh rồi, con làm bệnh cho mẹ rồi ở đây ai cho? Nếu mà con không có thì người ta thương. Con mẹ con ở dưới ở trển thì bằng có nhiêu con đừng có lo nữa, con để đây con bệnh đau, con có. Nó hoài luôn vậy đó mà giờ lùn mũ đâu có nhiều chú, có 50-60 à, nó đi bằng đêm bằng hôm luôn chứ phải tối 1-2 giờ thì nghiệp thôi. Thằng hai này là mấy anh em không? Mấy anh em nó lớn hết, mấy anh em ở chồng kia là anh kia. Yeah. Ừ, còn nó đây có một người, nó là nó ở đây, mà ngoại nó hồi đó nó cũng lùn mũ, nó muốn ra nó nghèo, mà ngoại lùn mũ, mà ngoại nó mới cất nhà nè lên cho nó nè. Bây giờ tiêu tan sản nghiệp ráo rồi, ngoại chết rồi, hết tiền hết bạc rồi. Dạ, còn chỉ có cái nhà vậy đó. Có nhà không, ngoại để có nó. Dạ, bằng... Chứ không phải là chắc rồi, nhà kia cũng sập mẹ hết rồi. Nó, bà ngoại muốn hồi đó hạ tiền là nặng lắm. Mới có đó. Còn mẹ đó bây giờ có mấy đứa anh em nó trở nó nuôi mà nói nó không nghe ở với em của nó ra ngoài đi này ở đây tốt quá. Được lâu rồi. Dạ. Vậy là con ở đây mà từ hồi đó giờ con cũng chưa vô đây luôn. Có hỏi có mẹ nó chứ, còn mẹ đi mấy năm rồi đi dẫn vô, còn mẹ ở đây bây giờ của mình nói ai vô đi tối ngày được. Dạ. Cái gì đâu có đi, tại chúng thấy có mấy chú cũng vô chứ ai vô. Rồi giờ đi tu rồi, giờ còn nhớ lại kêu mấy tiếng còn giờ không? Còn. Phải mình nhà ngoài lọc dâu em mới làm được. Lọc dâu hả? Ừ. Cái cứng lắm. Mang lọc dâu rồi để cho em á. Kêu được ba mấy thứ tiếng. Có 5 thứ tiếng à. Năm thứ lục ngày bỏ lâu quá rồi, đâu mang sử dụng nữa. À. Gây tiếng ồn mà quá, cái chỗ người ta mang hơi rộng, cái chỗ chăn nuôi đâu mà giả tiếng này con kia làm dân chúng qua quảng hồng bỏ chạy hết. Cái này ai mà nuôi mà không giữ cái chuồng mà để cho nó xảy ra nó chạy lung tung mà xúc vật đâu không thấy, mà thấy còn toàn người không à. Vậy giờ ông sư giả tướng như con gì chứ? Con dê. Con dê hả? Trời ơi, ông sư giả kêu không đây? Mẹ. 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 Giống. Còn mèo nữa, với cái bò là có 5 thứ à. À. Trong này không có bỏ gì trong này hết trơn. À. Mm-hmm.
tím bé khóc nè, xong hết là sáu sáu thứ luôn á. Tím bé luôn. Có luôn. Nga tím bé là em bé mà đẻ. Ông sư giả mới tập là sao? Nó có từ lâu rồi. Có từ lâu rồi mà sao hôm nay coi cái này mấy năm về trước rồi. Mưa hổng đâu có kêu đâu. Không đâu đâu làm cái bé khóc đâu. Dạ mới soạn và mới có nữa. À có sạc lại không? Hả? Rồi đâu là hư mới hư một tí tiếng nào là hư rồi bỏ anh mới còn mới còn cần cái nào xài được đưa cho anh tiếp. Rồi đâu sư giả bạn ơi. Rồi tiếng ớt. Có hai thứ thứ tiếng ít cái được cái dòng đó đó. Ít cái kêu nhà khác hơn. Đúng rồi, hai thứ hai cái con ớt này là ớt ở trong hang. Đó là ông hang ớt mà trời mưa để ra ngoài đồng đó là nó gọi cái ra ngoài. Gọi cái ra ngoài đó. Nó nhảy lưng á. Không được rồi.